Phó Tổng thống Mỹ lên chuyên cơ rời Hà Nội, kết thúc chuyến thăm Việt Nam. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã tới sân bay Nội Bài vào chiều ngày 26 tháng 8, kết thúc chuyến thăm kéo dài 3 ngày tới Việt Nam. Theo lịch trình do Văn phòng Phó Tổng thống Mỹ công bố, chuyên cơ không lực 2 chở Phó Tổng thống Kamala Harris đã rời Việt Nam vào khoảng 16 giờ 20 phút chiều ngày 26 tháng 8. Sau khi rời Việt Nam, bà Harris sẽ tới Honolulu, Hawaii. Máy bay sẽ dừng tại đảo Guam để tiếp nhiên liệu. Tại Hawaii, bà Harris sẽ gặp gỡ các binh sĩ tại căn cứ quân sự Pearl Harbor. Rời Hawaii, chuyên cơ chở Phó Tổng thống Mỹ sẽ tới thành phố San Francisco, bang California. Trong chuyến thăm kéo dài 3 ngày, từ 25 đến ngày 28 tháng 6 tại Việt Nam, bà Harris có một loạt cuộc gặp chính thức và hoạt động bên lề. Tại cuộc họp báo đánh dấu kết thúc chuyến thăm Việt Nam, Phó Tổng thống Mỹ đã có bài phát biểu nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ song phương và những cam kết của Mỹ với Việt Nam. Bà Harris tin rằng chuyến thăm lần này báo hiệu sự khởi đầu của chương tiếp theo trong quan hệ Việt-Mỹ. Chúng tôi đã có cam kết lâu dài về mối quan hệ này, vì đây là mối quan hệ quan trọng đối với an ninh và sự thịnh vượng của người dân Mỹ cũng như người dân Việt Nam, bà Harris nói. Giờ đây, chúng ta đang tăng cường quan hệ đối tác, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết các vấn đề và thách thức truyền thống và cả những vấn đề của tương lai, đồng thời nhận thấy bên trong những thách thức đó có cả những cơ hội để tạo ra những khía cạnh mới trong mối quan hệ của chúng ta, Phó Tổng thống Mỹ nhấn mạnh. Bà Harris khẳng định Mỹ sẽ sát cánh với Việt Nam chống lại đại dịch COVID-19, đồng thời tiếp tục hợp an ninh cấp cao để ủng hộ một Việt Nam mạnh mẽ, thịnh vượng và độc lập. Bà Harris nói rằng dù trong bối cảnh đại dịch, Mỹ và Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục hợp tác cùng nhau để tăng cường quan hệ kinh tế. Mỹ cũng đưa ra các sáng kiến giúp Việt Nam chuyển đổi sang nền kinh tế kỹ thuật số nhiều hơn. Ngoài ra, bà Harris cũng hoan nghênh Việt Nam tham gia sứ mệnh đổi mới nông nghiệp vì khí hậu, vì cần đẩy nhanh áp dụng nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu. Mối quan hệ mà chúng tôi có với Việt Nam thực sự được xây dựng trên nền tảng thấu hiểu mong muốn chung của nhau để tăng cường vị thế kinh tế và an ninh của cả hai quốc gia, cũng như khả năng của chúng ta nhằm ứng phó với những thách thức trong tương lai, bà Harris nhấn mạnh. Trong ngày làm việc đầu tiên ngày 25 tháng 8, Phó Tổng thống Kamala Harris đã có cuộc gặp với các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam. Cùng ngày, bà Harris cũng dự lễ khai trương văn phòng khu vực Đông Nam Á của Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ, CDC tại Hà Nội, đồng thời thông báo dự án xây dựng trụ sở mới của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội. Trong chuyến thăm, Phó Tổng thống Kamala Harris đã công bố việc Mỹ tặng thêm 1 triệu liều vaccine COVID-19 của Pfizer, BioNTech cho Việt Nam. Số vaccine này được vận chuyển tới Việt Nam ngay trong 24 giờ. Tổng cộng, cho tới nay, Mỹ đã tài trợ Việt Nam 6 triệu liều vaccine, trong đó có 5 triệu liều vaccine Moderna được tặng theo cơ chế COVAX.